Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Hôm nay mình về được thêm một mẫu Victorinox khá là đẹp và trong tầm tiền của anh em, nó chỉ khoảng tầm 8,5 triệu. Mẫu này là mẫu Victorinox Alien và nó có mã là 249095. Đây là một phiên bản dây da của cái chiếc hôm trước. Hôm trước mình có quay lên cho các bạn đó là phiên bản dây thép và hôm nay mình về phiên bản dây da. Phiên bản dây da của chiếc này phải nói là cũng rất là tuyệt vời. Như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta vẫn có một cái mặt dial size 40mm. Video hôm trước mình nói 42 là mình nói sai một chút. Cảm ơn các bạn đã edit. Và chiếc này thì như nó vẫn có cái thiết kế giống như chiếc dây thép hôm trước. Mặt dial của chúng ta vẫn có dòng chữ Victorinox Swiss Army và logo của họ ở góc 12 giờ. Ở góc 6 giờ chúng ta có lịch lộc và dòng chữ Automatic màu đỏ kết hợp với kim dây. Nó tạo nên một cái thiết kế đồng màu của nó rất là đẹp. Bộ kim và cọc số thì được làm bằng kim loại và mạ vàng gold. Ở góc 3, 6, 9 của chúng ta là những cái cọc số Arabic. Còn 8 vị trí còn lại của chúng ta là cọc số tam giác, cọc số vạch, rất là đẹp. Chúng ta có dạ quang ở 12 cọc số và dạ quang ở 2 kim chính của chúng ta. Kim giờ và kim phút của chúng ta thì được làm khá là sắc và nó phù hợp với cả cái cọc tam giác này. Ở phía ngoài, niềng benzen của chúng ta đó là một cái niềng được làm bằng thép và sau đó có những cái vân họa tiết diamond head ở phía trên. Các bạn sẽ thấy ở đây có hai vòng và nó khi mà chúng ta sờ lên thì cảm giác rất là thích. Cái niềng benzen này cũng được mạ vàng PVD giống như là bộ kim và cọc số của chúng ta ở phía trong. Ở phía bên phải thì các bạn sẽ có một cái núm chính của chúng ta với cái logo Victorinox và cái núm này cũng được khía để giúp cho chúng ta có thể lên cót dễ dàng hơn. Đó, các bạn thấy là với bộ máy 2824 thì mình lên cót chỉ vài vòng thôi là nó đã bắt đầu chạy rồi. Phía bên trái thì chúng ta sẽ có một cái phần thân thẳng trơn, còn mặt sau thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay bộ máy của chiếc Victorinox này. Đây là một bộ máy rất là tốt và thường được sử dụng trong các dòng Thụy Sĩ trong khoảng tầm dưới 20 triệu và đặc trưng nhất là trong tầm 10 đến 15 triệu là có rất là nhiều hãng sử dụng bộ máy này. Victorinox thì làm ra được thép cho nên là giá của họ rất là tốt, nó chỉ khoảng như chiếc này khoảng 8,5 triệu là đã có bộ máy ETA 2824 dùng rồi. Bộ máy này có 25 chân kính, 28.800 tần số rộng và cùng với đó các bạn sẽ có 38 giờ tích cót. Và các bạn sẽ có ở đây là những cái thông tin ở phía sau như là kính sapphire này, độ chống nước 13 này, tức là 100m này. Logo Victorinox Swiss Army và chất liệu là thân thép không gỉ. Mã dòng sản phẩm 249095 được ghi ở đây và ở phía dưới này các bạn sẽ thấy đó là cái serial number của sản phẩm. Chiếc này là một phiên bản dây da cho nên đi kèm với nó là chúng ta sẽ có một cái dây da B. Dây da B của nó thì được làm vân B bình thường và nó có màu đen. Dây da rất là đẹp và mình thấy là ở phía dưới này nó sẽ có điểm hai cái chỉ đỏ. Nó giúp cho chúng ta có cái sự liên kết đến cái bộ kim, cái kim dây của chúng ta. Và đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái khóa và khóa này của chúng ta được làm là khóa bấm và với khóa bấm này thì các bạn sẽ mở ra và chúng ta sử dụng lại rất là dễ dàng. Nói chung đây là một cái khóa rất là tiện dụng và nó sẽ đỡ hỏng dây của các bạn trong quá trình sử dụng. Đó, các bạn chỉ cần luồn dây qua đây và sau đó chúng ta chọn cái vị trí thích hợp. Ở phía trên khóa này dĩ nhiên cũng có cái logo của Victorinox được khắc ở phía trên này, khá là đẹp. Nói chung đây là một chiếc trong tầm tiền 8,5 triệu thì mình thực sự mình thấy là cũng không có chiếc nào mà có những cái đặc điểm như chiếc này. Về độ hoàn thiện thép tốt, về cái dáng, kiểu dáng cũng như là về tất cả mọi vấn đề tổng thể kể cả bộ máy thì mình thấy là với 8,5 triệu thì các bạn chỉ mua được những dòng sản phẩm như kiểu của Nhật, của Orient Star hoặc dòng preset máy 4G của Seiko thôi. Thì thực sự với chiếc này đã có máy ETA 2824 thì mình nghĩ là nó sẽ vượt trội hơn so với các cái dòng sản phẩm đó của các bạn. Đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt trong tầm tiền. Nên nếu như anh em có nhu cầu, anh em vui lòng contact ICS theo thông tin ở bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.